Rồi, Trai Gà Bảo Tây Ninh xin chào tất cả anh em ha. Anh em bình luận tham gia mini game vui vẻ ha. Rồi tới thứ năm số mình sẽ xem lại kết quả. Rồi thông báo ai trúng thưởng thì mình sẽ thông báo lên cho anh em nghe ha. Rồi ngày hôm nay mình có lên top 12 con gà tre Mỹ, có gà nòi nữa. Gà nòi thì Thái Mỹ, gà tre thì máu Cuban, keo sồn. Với lại đám gà siêu nữa. Anh em thích mẫu nào chơi mẫu đó ha. Thì đa số là Cuban nó chơi đầu cành, còn keo sồn nạp ha. Rồi đầu tiên anh em mã số 1 ha, đều siêu keo sồn, nó 75 keo sồn 25 siêu ha. Thì em hiện tại 1.4 kg, Zalo anh em 3T ha, clip sổ bỏ lên để bên Zalo, anh em có tham khảo chi tiết anh em qua đó anh em coi ha. Rồi mã số 1 nghe anh em, 1.4 kg, tay tốt lông mới, tay nó một cục. Anh em biết cái banh không? Tay nó kiểu giống vậy á. Rồi, anh em có liên hệ mình bắt ha. Rồi, mã số 2 anh em, 1.3kg, 80 kg, keo sồ luôn ha. Thì mã số 2 này giao lưu cho anh em là 3T luôn ha. Clip sổ đầy đủ, chi tiết bên Zalo. Anh em muốn nhìn mặt mày chân cẳng gì qua bên Zalo giúp Bảo ha. Cụ thể clip sổ luôn. Thì bên đây Bảo chỉ quay tướng dáng như vậy thôi, chứ không có đăng clip sổ được ha. Với lại không có chụp mặt này kia đồ được, thì anh em thông cảm. Rồi mã số 2 anh em, 1.3kg, 80 kg. Rồi mã số 3 nghe anh em. Thì mã số 3 này 1.3 kg ha. Cánh dáng, đuôi lau, mồng dâu đứng. Khá đẹp trai luôn. Thì anh em tham khảo clip sổ chi tiết, anh em qua Zalo ha. Số 3 Zalo anh em 3T luôn ha. Thì băng này là tay này nhóc hết rồi. Giờ anh em nhẹ nuôi lắm. Anh em nuôi vài bữa có từng lễ 10 ngày anh em có chơi ha. Rồi mã số 3 Zalo anh em 3T luôn ha, 1.3 kg. Cánh dáng, đuôi lau, mồng dâu đứng. Rất là đẹp trai ha. Thêm bản link, anh em coi bản link là biết gà dày cỡ nào rồi ha. Rồi mã số 4 nha anh em. Mã số 4 1.2kg, 80 kg. Hạng cân dễ chơi, dễ tìm ha. Thì mã số 4 này giao lưu cho anh em 3T, clip sổ bên Zalo, chi tiết bên Zalo ha. Thì anh em ngắm cái tướng em đó nè, liền gà cái bản linh, anh em ngắm cái bản linh nha. Rất là dày ha, anh em vô tay một cục liền, vô tay là như trái banh vậy đó. Thì về anh em mau chơi nữa ha, chế độ từng lễ 10 ngày anh em có chơi. Rồi cảm ơn anh em ha. Rồi mã số 5 nghe anh em. Số 5 ta cũng cao ráo đẹp trai nè, cánh dáng đuôi lau, dày gà nữa. Rồi mã số 5 này là 1.4 kg ha. Tay bắp mình cứng ngắc nè, như trái banh ha. Thì giờ anh em siết chế độ lại mau chơi, gà cứng tháng rồi ha. Mã số 5 này giao lưu cho anh em là 3T luôn ha. Anh em có thì alo cho Bảo, ấy em nó thì alo cho Bảo ha. Rồi mã số 5 ha, 1.4 kg, full trạng rồi. Về anh em ép xuống anh em chơi ha. Rồi mã số 6 nha anh em, 1.5 kg ha. Mã số 6 này que dòng Cuban, đắm canh chặn nha anh em, que bức trời. Thì mã số 6 này giao lưu cho anh em 3T luôn ha. Anh em có ưng em nó thì anh em alo cho Bảo ha. Thì mã số 6 này cũng cứng tháng lắm rồi. Về từng lễ anh em bập liền được rồi ha. Sổ cũng nhiều dạ rồi, cũng khôn gà rồi. Canh chặn từng chân rất là hợp lại ha. Rồi anh em nào muốn bắt gọi cho Bảo ha. Mã số 6. Rồi mã số 7 nha anh em, khác ha. Khác thì dầu kem sồn. Mã số 7 này là thuộc dầu gà lô 1 rồi. Thì anh em có hứng bắt em nó thì alo cho Bảo ha. 1.2 kg. Ồ cái gầm cao ha nè. Thế lại dày gà lắm nè, cái bản lưng nè, bản lưng dày lắm ha. Tốc độ lắm à, keo sồ. Mã số 7 này giao lưu cho anh em là 4T ha. Thì anh em nào bắt alo mình. 1.2 kg nha anh em. Thấy không? Clip sổ mấy bữa trước mình có đăng á, hai con khác. Anh em lên coi anh em biết à ha. Anh em theo dõi bỏ nhiều quá. Rồi mã số 7 nha anh em. Rồi chúng ta đến với mã số 8. Mã số 8 là 1.2 kg 50 kg.
Yeah, nhìn tướng của không cay lắm ha, không cay bằng con trước ha, nhưng mà cái chân của nó ha, cái độ xài cửa của con này khỏi suy nghĩ luôn. Thì gà cha cái tướng nó cũng giống giống với na ná vậy đó. Thì nó ăn được 8 cái ra về, con này khôn khéo lắm anh em, nạp rất là tốc độ ha, rồi biết tránh né nữa. Nạp ha, thả ra đề ba là tới bên kia liền. Thì đám này đám keo sồ mà, keo sồ là phải nhanh với lại nạp dữ ha. Rồi mã số 8 nha anh em, giao lưu anh em 4 tên luôn ha. Anh em có bắt alo cho bảo. Rồi, mã số 8 nha. Rồi, mã số 9 nha anh em. Mã số 9 này 1.3 kg. Thì anh em có thiện chí bắt nó thì alo cho bảo ha. Mã số 9 này 1.3 kg. Thì giao lưu anh em 3 tên. Dễ chơi. Đám này là đám Cuban canh chặn ha. Đó. Tướng tá cào ráo nồng lá mới mẻ ha. Đám của ban này canh chặn thì khỏi nói tới chế độ rồi. Anh em qua coi clip sổ ha, bên Zalo. Rồi 1.3 kg 3T ha. Rồi. Rồi đặc biệt hôm nay có lên mấy con gà nồi nữa anh em. Rồi mã số 10 ha. Mã số 10 gà nồi Thái Mỹ. Con này thì 3 kg nha anh em. 3 kg, dễ chơi dễ kiếm chạy. Zalo cho anh em là 5T ha. Anh em có thiện chí muốn chơi gà nồi bên Bảo thì bắt thử băng Thái Mỹ này ha. Bơm Thái Mỹ này, nạp rất là tốt ha. Băng này là nạp nha anh em, chứ không phải là canh chặn nha. Nạp tốc độ với lại bo lớn lắm. Anh em tham khảo clip sổ qua Zalo liên hệ Bảo, Bảo gửi cho ha. Mã số 10. Rồi mặt trắng nè, dải hang trơn nè, chân cẳng sạch sẽ. Cha mẹ bổn gốc rõ ràng nữa. Anh em yên tâm mà chơi. Rồi, mã số 11 ha anh em. 3.4 kg. Thì hạng cân này anh em cũng dễ kiếm chạy ha. 3.4 kg. Chơi giá trị cũng cao. Thì anh em muốn chơi thử băng gà nồi Thái Mỹ của Bảo thì alo cho Bảo. Con này 3.4 kg giao luôn cho anh em là 5T luôn ha. Không muốn bắt thì alo cho Bảo ha. Chân cẳng sạch sẽ, dải hai hàng trơn. Rồi mặt mày sáng. Rồi mắt trắng nữa anh em. Rồi mã số 11 ha. 3.4 kg. Rồi mã số 12 anh em. Nói chung gà nồi này tay con nào cũng cục hết á. Mã số 12 3.1 kg ha. Chân cẳng sạch sẽ, hai hàng trơn, mắt trắng. Zalo anh em là 5T ha. Anh em có thiện chí muốn bắt thì alo cho Bảo. Rồi cảm ơn anh em đã xem hết video của Bảo ha. Thì anh em cho Bảo xin một lượt like với một lượt đăng ký kênh. Rồi cảm ơn anh em. Thì ngày hôm nay có nhiêu đây gà quay cho anh em thôi. Thì để lần sau có nhiều nhiều nữa quay thêm cho anh em ha. Rồi chúc anh em thật nhiều sức khỏe ha. Thì gà Bảo cũng đang lên đều đều á. Rồi cảm ơn anh em ha.